Ma túy là gì? Tác hại của ma túy như thế nào đối với sức khỏe của con người? Cách nhận biết các loại ma túy mới và cần làm gì để không vô tình trở thành đối tượng phạm tội? Tất cả những vấn đề này đều được các cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội giải đáp một cách chi tiết cụ thể trong các buổi sinh hoạt thực tế đầu năm học. Xây dựng trường học an toàn là mục tiêu mà lực lượng Công an Hà Nội đang nỗ lực để thực hiện. Theo lực lượng Công an Hà Nội, hiện nay các đối tượng phạm tội thường lôi kéo, tìm mọi cách đưa ma túy vào trường học thông qua những điểm, tụ điểm quanh nhà trường và từ chính học sinh, sinh viên. Ban đầu là cho dùng thử không mất tiền, sau đó thì góp tiền mua và tiếp đến là các em sẽ tự tìm mua. Tất cả những vấn đề này đều được cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nội giải đáp một cách chi tiết cụ thể trong các buổi sinh hoạt thực tế đầu năm học. Chúng tôi cảnh báo với các bạn về cái ma túy tổng hợp. Những ma túy tổng hợp, những cái hoang tưởng của ma túy tổng hợp, những tác hại hay những cái phương thức thủ đoạn mà tiếp cận vô hình chung, tiếp cận ngay cuộc sống các bạn bình thường và những cái hội nhóm lôi kéo sử dụng ma túy trên không gian mạng. Mong rằng các bạn có thể nhận thức, có thể chia sẻ, có thể đồng hành cùng với các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố trong công tác giữ gìn đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Ngoài việc truyền tải thông tin dưới dạng hỏi đáp, các kiến thức về vấn đề phòng chống tội phạm còn được sáng tạo dưới các dạng câu chuyện clip có nội dung hài hước dí dỏm. Cách làm này giúp cho các bạn học sinh, sinh viên dễ tiếp cận vấn đề. Sau khi nghe cô công an thuyết trình thì em có thể giảm tránh được trường hợp mà bị bạn bè lợi dụng, có thể lôi kéo vào buôn bán cũng như hoặc là vận chuyển chất kích thích ạ. Ma túy thế hệ mới ẩn núp dưới nhiều hình thức với những hóa chất cực độc. Nếu không ngăn chặn từ sớm từ xa, ma túy sẽ tàn phá thế hệ trẻ. Việc tuyên truyền giáo dục cho các em không chỉ là nhiệm vụ của riêng lực lượng công an mà là của toàn xã hội và phải được thực hiện thường xuyên liên tục.